Tao gọi này nhá. Cháu tao gọi. Tôi cho con chó ba hoa thôi nhá. Mày vớt tao nhá, tao gọi cái ông kia. Không nào. Ông ấy lúc này ông chưa mở cửa thôi, ông mở cửa thôi ra mày bắt đầu mày mới chạy. Chết luôn. Mày bốc mày chạy. Mày bây giờ mày cứ cái tay đôi mà tay bước ra đây. Rồi, không xong phim mày cũng ra đây nhá, mày còn thoát được cái này. Không nào. Không có chân bố mày này. Đây nào. Anh xong phim anh dám nó gì? Xin hình anh bốc. Địt mẹ nó chạy xe đây xong phim nó mới ngã chứ không là mẹ chạy xong phim còn lâu nó mới bắt được thằng này. Cứ quay lên, cho lên clip đi. Chạy về đây anh, đi xe từ kia chạy đây. Dựng nó lại nó chạy này. Không đi đâu cả. Mày à, mày dám bóc vú người ta ban ngặt ban ngày này. Cô láo thật. Đấy yên đấy, xe đấy yên đấy, gọi yên đấy. Cái con bé này mình nhớ kia đi mẹ. À nè. Trước xong kia cái con bé ngã xe đâu mới. Đâu rồi? Đây. Đấy thấy thằng này đấy. Bóp vú này hả? Bóp vú này hả? Bóp vú. Không có vú mà người ta bảo bóp vú. Không gọi sinh đến. Đang gọi người rồi. Đang gọi người rồi. Mai, toàn nhá. Đừng có quay. Mày quay mày ăn rõ mặt đó. Vì lắm. Mặt bằng ngày tham bóp vú còn nhà người ta. Vừa lấy xong đây, có vú cái chị áo hồng ơi, cầm áo đây. Mẹ mày. Mẹ cao mày. Mày chửi tao hả? Mày mẹ mặt ra này nhá, bị cố cho sau chưa nào anh mà bộ đồ vào ngay đâu, chưa? Có đi mẹ mày xong vụ này anh em mình gặp nhau.